cho thí nghiệm sau. Yêu cầu chúng ta là số thí nghiệm tạo ra dung dịch trong suốt. Trong suốt là dung dịch không có màu em nhé. Câu A. Khi chúng ta cho giấm ăn vào trong cái vỏ của trứng, vỏ trứng là chứa CaCO3, thì phương trình sẽ ra như sau. Tạo thành CH3COO, tất cả hai lần canxi, cộng cho CO2 cộng cho H2O. Tất cả các muối CH3COO đều tan và tạo thành dung dịch. Dung dịch này không có màu, chỉ có dung dịch đồng 2 sắc 2 màu xanh, dung dịch sắc 3 màu vàng. Như vậy đây thì thỏa mãn. 2. Cho hai thằng này có tỷ lệ mol tương ứng 1:1 vào nước dư. Thì đây bạn hiểu như thế này. Ở đây nó thực hiện hai quá trình. Đầu tiên là Na2O sẽ đi tới dùng với nước để chúng ta tạo ra hai phân tử NaOH. Tỷ lệ 1:1 thì thầy chọn thằng Na2O là 1, nước là 1. Sau đó lấy NaOH này, chúng ta đi tới dùng với Al2O3. Được chưa? Để tạo thành Na AlO2 cộng cho H2O. Hai vào đây đủ. Ok, nước đủ rồi. Bây giờ bạn nghe, NaOH chúng ta là 2 mol. Thằng này là 1 mol. Được chưa nào? Như vậy hai thằng này với tỷ lệ mol là gì? 2 chia 2 là bằng 1, 1 chia 1 bằng 1, hai thằng này bằng nhau. Điều này chứng tỏ là sau phần Al23 chúng ta tan hết, được chưa em nhỉ? Và chúng ta tạo thành dung dịch chứa natri. Dung dịch dịch chứa natri là dung dịch không có màu, hay nó khác là dung dịch trong suốt. Đúng. Là ba cho Ag vào trong AgCl, trong cho Ag vào HCl. Cái thằng này là không được em nha, bởi vì nó không phản ứng ngu ngu nhúng acid. Những thằng đứng sau hydro là không tác dụng với HCl và H4 loạn. Cửa hàng áp phi Âu. 5. Câu 5. Câu 5 thì đây nó sẽ tạo thành gì? Thầy ghi sản phẩm luôn em nha. Nó sẽ tạo thành Na2S4 này. COS4 cái tủa này. Cộng cho gì? H2. Và bây giờ bạn hiểu như thế này. Số nghiệm tạo ra dung dịch trong suốt. Ở đây mình lưu ý là trong trường hợp này dung dịch chúng ta có hai loại, hiểu chưa? Lưu ý cho mình là dung dịch chúng ta để cho thầy đằng trước có CO4 nữa, mà CO4 chúng ta như thế nào? Dư. Được không em? Như vậy trong trường hợp này CO4 chúng ta là dung dịch có màu xanh, trong trường hợp này nó không tạo thành dung dịch trong suốt được. Sai. 5. 5 ở đây thì bản chất là gì? Bản chất là HCO3 sẽ kết hợp với H để tạo thành CO2 và nước. Bari kết hợp với L4 để tạo thành BaSO4 cái tủa cộng cho Na2S4. Được chưa em nhỉ? Dung dịch này và dung dịch này, hai dung dịch này là hai dung dịch không màu, nó như vậy nó là dung dịch trong suốt. Cho CO2 vào thằng này, CO2 dư thì chúng ta tạo ra muối axit. Được chưa em? Như vậy trong trường hợp này chúng ta đây là dung dịch này không màu, đúng. Như vậy ở đây chúng ta chọn câu đúng ở đây là câu D4. Coi kính vì gì về câu này hay không? Rồi so với câu trước đó thì câu này thì có mức độ tình cảm nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.